kênh Hằng Trần Vlog. Hôm nay mình đi giao phân bò nha các bạn. Các bạn nào cần phân bò bón cây á, thì hãy liên hệ số điện thoại của mình 0777186271 nha các bạn. Phân bò hữu cơ rất là tốt cho cây luôn đó các bạn. Giờ mình đang đi giao cho khách ở Vĩnh Long. Đây là vườn ớt nè, cây ớt mình trồng, nhà mình trồng. Đó, này ớt ớt chuông các bạn. Này trồng tất cả là đều là phân hữu cơ, phân bò hết. Thì cải bị dúng mà bự gì nè. Nó nguyên vườn ớt của cha mình trồng nè. Trái thiệt, ngày nào cũng hái mấy chục ký. Đó, mớt. Mình trồng trước cửa nhà luôn các bạn. Ớt. Chuyến xe của mình là 101 nha các bạn. Cầu hãy điện thoại để xuống thợ mình nha. Giờ phân đang hút lắm nha các bạn. Rồi, xuất hành hàng về Vĩnh Long nha các bạn. Các bạn nào cần thì điện thoại báo trước cho mình nha các bạn. Phân bây giờ đang hút lắm luôn. Phân bò giờ đang hút lắm luôn. Cha của mình đang tưới rau. Giờ tất cả giờ cha giờ rau nhổ bán hết rồi, giờ trồng gừng nha các bạn. Giờ tất cả này là gừng không nè. Mít, mớt. Cái ớt quá trời tốt luôn. Ớt sừng. Vậy là 200 mấy cây ớt sừng, 200 mấy cây ớt hiểm rồi. Bữa không chịu nói ai biết. Nè ớt sừng bưu cho bá nè. Rồi, ớt quá trời tốt luôn. Cái này là trồng toàn bộ là phân hữu cơ, phân bò hết nha các bạn. Không có dùng phân hóa học. Nên ớt của nhà mình rất là cay luôn. Lái người ta rất thích mua luôn. Này mình trồng lần trước rồi chừng mười mấy cây à, còn ở lần sau mình trồng đất lần sau rất là nhiều, mấy trăm cây. Hiện tại là mình đang ở Hậu Giang nha các bạn. Bạn nào cần thì alo liên hệ với mình nha.